thích chọc tim lầy hơn. Nhìn mặt Khoa thì con biết rồi, tim lầy nhá. Siêu lừa. Tim lầy nhưng vẫn bị lừa nhá. Tim siêu lừa. Tim lừa. Tim lừa rồi mọi người ơi. Tim lừa. Tim lầm đi, là tại vì cũng lầm nhiều rồi. Tim lầy, tim lừa. Nó lừa người ta mọi người ơi. Bạn muốn lừa được người đó nhiều lần thì cần phải có sự thông minh. Hài hước nó là đam mê, nó là cả cuộc sống của mình. Vui vẻ hài hước, đón nhận những cái gì nó tươi mới nhất. Một bí mật, Tú giỏi nhất là làm cho người khác ngủ. Để anh Tú đi giảm mỹ nữa. Khi mà một coi chơi xong thì nó sẽ có những cái tình tiết rất là bất ngờ. Và tôi càng tò mò về bộ phim hơn. Những cái chuyện mà mình không nghĩ được là mọi người có thể làm được và mọi người dám đưa lên những cảnh đầu tiên của phim thì mình cảm thấy rất là thú vị và tụi mình rất là nôn. Nghe mong đợi những cái cú lừa ngoạn mục. Muốn ra rạp ngay và luôn. Rất là nhiều tiếng cười. Hey. Đầy năng lượng luôn. Cười hơi bị đã luôn á mọi người. Cảm giác là cảnh nợ lần thứ 3 rồi mọi người coi xong thì mọi người sẽ thấy. Chính du lịch bằng phần thế giới. Bà con cô bác ơi, vào ngày mùng 1 Tết. Vào mùng 1 Tết. Vào ngày mùng 1 Tết này, ra cái cụm rạp có anh Tú mà chuyên Khoa dắt cả gia đình mình. Nó phải phi xe đến nè. Nó thưởng thức bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy. Siêu lừa gặp siêu lầy. Siêu lừa gặp siêu lầy. Không làm tất cả bà con cô bác thất vọng đâu ạ. Em hứa ạ.